Liên đoàn Lao động tỉnh đến thăm tặng quà động viên doanh nghiệp và nắm tình hình quan hệ lao động sau Tết Nguyên đán. Theo đó, đoàn đến thăm công ty trách nhiệm hữu hạn Mai An Đạt, thị trấn Hồng Nghĩa, công ty trách nhiệm hữu hạn Cơ khí Công nông nghiệp Thực phẩm Bùi Văn Ngọ, xã Đức Hòa Đông, công ty trách nhiệm hữu hạn Thời trang G&G, xã Đức Hòa Hạ. Tại các nơi đến thăm, đoàn tìm hiểu về tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, quan hệ lao động giữa người sử dụng lao động và lao động, số lượng lao động trở về làm việc lại sau Tết và những khó khăn đề xuất kiến nghị. Nhìn chung tại 3 doanh nghiệp đến thăm, tình hình công nhân trở lại làm việc sau Tết rất cao. Các công ty đều có những kế hoạch cụ thể cho hoạt động kinh doanh năm 2024. Tuy nhiên, số lượng đơn hàng chưa nhiều nên ảnh hưởng đến thu nhập của công nhân.